Vâng, thưa các bạn, hôm nay thì chúng tôi lại có dịp tụ tập tại nhà Nguyễn Văn Điệp, tại xã Bích Sơn của huyện Việt Yên. Tiết trời hôm nay cũng khá là mát mẻ vì nó là mùa thu đầu tháng 9. Chúng tôi thì cũng đã có nhiều lần họp mặt tại nhà anh ấy, nhưng hôm nay thì có thêm một cái ghè rượu cần mà anh Thọ mới mang từ Tây Nguyên ra, và cũng thật đáng để gặp nhau lắm chứ. Chị Cầu vẫn bảo là uống rượu nhiều thì không chết, mà ngủ nhiều thì không đau mắt. Đồng lai cố lâu thay, đồng lai này không chết đâu. Nguyễn Văn Điệp nhập ngũ tháng 9 năm 1983, huấn luyện tân binh xong thì lên biên giới Cao Bằng biên chế tại tiểu đoàn 108, bộ đội địa phương huyện Trùng Khánh, đóng quân tại xã biên giới Đình Phong. Những tháng năm ấy, đơn vị tiểu đoàn 108 phải gồng mình trên phòng tuyến, chống trả sự xâm lấn của Trung Quốc trên địa bàn các xã Đình Phong và Ngọc Khê. Đã có nhiều trận tập kích pháo kích của địch sang ta, gây thương vong đối với nhiều bộ đội và nhân dân. Khi đó thì Nguyễn Văn Điệp là lính thông tin của tiểu đoàn 108. Cho tới nay thì cũng đã mấy chục năm xa quân ngũ về địa phương. Anh ấy thì vẫn hăng hái tham gia công tác xã hội và còn hay mời bạn bè tụ tập tại nhà mình để còn thỉnh thoảng có dịp cùng nhau thăm chiến trường xưa. Cầm tay em yêu anh đi trên con đường dài. Cùng quê hương lại một thời trong quân ngũ lên biên giới, cho nên chúng tôi cũng có nhiều câu chuyện để kể, để nói, để ôn lại cái thời thanh niên của mình. Cũng là bây giờ cứ gặp nhau là tranh nhau nói toàn chuyện cũ, vì ký ức năm xưa nó cứ tràn về, sợ không nói ra thì nó quên mất. Thế mới lạ chứ. Có lẽ bây giờ tuổi trung niên rồi, cho nên nó thế. Rồi lại chuyện ăn uống, mấy anh em bạn ở Việt Yên thì từ sáng đã mua bán, xúm lại nấu nướng rau cỏ, thịt thà. Mấy anh em tôi từ thành phố Bắc Giang về thì chỉ cần mang theo ghè rượu, thế là xong. Và uống thì cũng có uống được bao nhiêu đâu, vui vẻ là chính. Thế nên cứ diễn cho vui đời, lại còn cùng nhau diện những cái áo đồng bào Tây Nguyên cho có thêm tí màu sắc, và cũng hứng khởi ra phết. Thực ra lâu lâu có dịp gặp nhau như thế này cũng là nhu cầu tự nhiên. Chúng tôi những năm xưa nhập ngũ rồi lên biên giới, cũng giống như bao thanh niên các thế hệ, lớp trước lớp sau, nhưng cũng là đóng góp sức trẻ của mình để bảo vệ biên cương của Tổ quốc lúc bị lâm nguy. Bây giờ thì thời bình, chiến tranh đã lùi xa, nhưng chưa có lúc nào chúng ta quên cảnh giác trước âm mưu của kẻ thù. Thế nên khi còn khỏe, chúng tôi thường tự nhủ phải sống tốt với một thời trẻ trai của mình, cũng là để động viên con em phát huy truyền thống.
Hôm nay chúng tôi có dịp bên nhau, cùng nhau kể lại những kỷ niệm xưa, xem lại những cái hình ảnh cũ về chiến trường, về biên giới, về đồng bào Trùng Khánh nơi đóng quân. Hứng lên thì lại cùng nhau hát những bài ca đồng đội, và lại hẹn nhau một dịp lên biên giới thăm chiến trường xưa.